Chương một. Toàn dân mô phỏng nhân sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm thời mô phỏng ấn ký kích hoạt, mô phỏng nhân sinh phía sau, chủ thế giới cố định đi qua một ngày. Mô phỏng nhân sinh đánh giá càng cao, thu hoạch càng cao. Trải qua mô phỏng nhân sinh, người có thể thu được toàn bộ. Có hay không bắt đầu mô phỏng? Sơn Thành, mô phỏng quảng trường. Mấy vạn người tân nhân, tâm tình kích động, Vương quyền, cũng ở trong đám người. Vương quyền, cuối cùng lần này lâm thời mô phỏng, chúng ta nhất định có thể tiến dai. Vĩnh cửu mô phỏng giả. Đúng không? Có người trong lòng bất an. Vương quyền trầm mặt. Hắn là xuyên việt giả. Thế giới này là toàn dân mô phỏng cuộc sống thế giới. Sở có người thành niên, đều có hai lần lâm thời mô phỏng nhân sinh cơ hội. Chỉ có ở hai lần lâm thời mô phỏng trung, Đột phá nhân sinh hạn chế, tài năng mới có thể thành vĩnh cửu mô phỏng giả. Bằng không, chỉ có thể làm người bình thường. Chủ thế giới tài nguyên thiếu thốn, nhân sinh bình thường sống gian nan, tuổi thọ bình quân chỉ có 40 tuổi. Mãi mãi lâu mô phỏng giả, thấp nhất cũng có trăm năm thọ mệnh. Hơn nữa sinh hoạt làm dịu là người trên người. Mọi người đều muốn làm vĩnh cửu mô phỏng giả. Vương quyền cũng không ngoại lệ thế nhưng muốn trở thành vĩnh cửu mô phỏng giả quá khó khăn ba ngày trước vương quyền tiến hành đệ một lần mô phỏng lần kia mô phỏng nhân sinh hạng một công việc như sau không tuổi người sanh ra ở một cái gia đình nghèo khốn ngươi là nam hài một tuổi gia cảnh nghèo khó ngươi thể nhược nhiều bệnh hai tuổi phụ thân của ngươi đang săn thú trung tử vong gia cảnh càng thêm nghèo khó ba tuổi người chết đói lần kia mô phỏng hắn không có đột phá nhân sinh hạn chế cuối cùng ba tuổi lúc dựa theo nhân sinh quỷ tích tử vong lần này là cuối cùng một lần cơ hội hắn nhất định phải nắm chặt hơn nữa lần trước mô phỏng nhân sinh sau khi kết thúc hắn kích hoạt rồi xuyên việc giả phần mềm hắc siêu não mở ra siêu não trạng thái Suy nghĩ của hắn năng lực thấp nhất đề thăng gấp 10 lần, không có thượng hạn. Vương Quyền tin tưởng, bằng vào siêu não cùng kinh nghiệm lần trước, lần này hắn nhất định phải thành công. Trên quảng trường, trong loa tuần hoàn phát hình mô phỏng nhân sinh chú ý sự hạn. Đệ nhất, mô phỏng người sinh tử vong sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Đệ nhị, mô phỏng nhân sinh kết thúc chủ thế giới cố định đi qua một ngày một đêm đệ tam đánh vỡ nhân sinh hạn chế càng nhiều đánh giá càng cao đệ tứ trở thành vĩnh cửu mô phỏng giả dạ phía sau có thể ở thương thành mua sắm đặc tính đệ ngũ cách đó không xa một ít mô phỏng gia tộc xuất thân tân nhân đang ở kéo bè kết phái bọn họ tiêu hao đại lượng mô phỏng điểm mua sắm tổ đội bằng chứng quyết định tổ đội đánh vỡ mô phỏng nhân sinh hạn chế. Đây cũng là trở thành vĩnh cửu mô phỏng người biện pháp tốt nhất. Vương quyền cũng muốn gia nhập vào. Trong đó một cái cao lạnh nữ nhân gọi triệu tuyết. Nàng mô phỏng gia tộc xuất thân, khí chất phi phàm, rất cao ngạo. Nàng lạnh như băng nói. Người có mô phỏng điểm sao? Vương quyền lắc đầu. Không có. Trong nhà trưởng bối cho ngươi nhân sinh một lần nữa thiết lập thẻ rồi sao? Nhân sinh một lần nữa thiết lập thẻ, có thể một lần nữa thiết lập một lần mô phỏng nhân sinh. Hiệu quả rất mạnh. Bất quá chỉ có tân nhân mới có thể dùng. Vương Quyền lắc đầu. Triệu Tuyết. Như vậy, lần này mô phỏng trung, ngươi nhất định phải ưu tiên giúp chúng ta đánh vỡ nhân sinh hạn chế. Nếu như ngươi trở thành vĩnh cửu mô phỏng giả, liền muốn làm người theo đuổi của chúng ta. Vương Quyền trầm mặt. Đối phương nói điều kiện quá hà khắc rồi. Đặc biệt là cuối cùng một cái trở thành đối phương người theo đuổi điều kiện. Người theo đuổi, mỗi lần mô phỏng sau khi kết thúc, ít nhất nộp lên cho chủ nhân một nửa thu hoạch. Vương Quyền không thể nào tiếp thu được. Triệu Tuyết. Vậy ngươi cũng đừng gia nhập vào. Vương Quyền trầm mặt. Lúc này, đã đến giờ. Người hướng dẫn lớn tiến đến. Mô phỏng nhân sinh đến ngược thời gian bắt đầu. 3, 2, 1, không mô phỏng nhân sinh. Hưu. Một giây kế tiếp, trên quảng trường Bạch Quang Trùng Thiên. Mấy vạn tân nhân, bị Bạch Quang bao khỏa, tiến nhập một cái kỳ dị không gian. Mọi người bị hình thoi thủy tinh bao khỏa, ý thức bắt đầu mô phỏng nhân sinh. Vương quyền ý thức hỗn độn. Hắn mô phỏng nhân sinh trải qua hiện lên. Không tuổi. Người sanh ra ở một cái gia đình nghèo khốn, ngươi là nam hài. 3 tuổi. Ngươi được một hồi bệnh nặng, kém chút tử vong, từ đây ngươi thể nhược nhiều bệnh. 8 tuổi. Ngươi bên trên nhà trẻ, bởi vì thể nhược nhiều bệnh, chỉ có thể nhìn còn lại tiểu bằng hữu chơi. 10 tuổi. Ngươi bên trên tiểu học năm nhất, thành tích rất phổ thông, lão sư không thích. 13 tuổi, ngươi nghỉ học, cùng phụ mẫu chăn heo. 18 tuổi. Ngươi thích một cô gái, còn chưa kịp bày tỏ, Đối phương liền đi trong thành lên đại học. 20 tuổi. Mắc bệnh ung thư ngươi, rốt cuộc chết rồi. Có hay không trải qua nhân sinh, nghịch thiên cải mệnh? Vương Quyền. Cuộc sống này không song thấu. Muốn nghịch thiên cải mệnh, độ khó quá lớn. 20 tuổi, mắc bệnh ung thư. Bệnh ung thư, nhân loại đại địch. Làm sao vượt qua đi? Vương Quyền khởi động siêu não một giây đồng hồ, hai giây, mười giây đồng hồ. Tinh thần đạt được cực hạn, siêu não không cách nào duy trì. Cũng may hắn chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch. Hiện tại, trải qua nhân sinh. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.